Ý, con này dễ thương nhá. Cho bạn rồi đi thôi. Vui vết mọi người ạ. Toàn chó đẹp ơi. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Ok mọi người ạ, thì hôm nay mình lại tiếp tục làm clip cho mọi người xem. Đấy, thì hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi thăm một cái quán cà phê rất là đặc biệt nhá, mọi người nhá. Thì dạo gần đây là gần nhà mình nó mọc lên một cái quán cà phê thú cưng mọi người ạ. Đấy, thì thấy bảo là trong cái quán cà phê đấy có rất là nhiều những con thú cưng, rất là nhiều những con pet rất là đẹp, rất là dễ thương. Mình là một người rất là thích động vật. Mình rất là tò mò luôn, không biết là ở cái quán cà phê đấy nó có cái những cái con gì. Đấy, thấy bảo là nhiều chó đẹp lắm. Thì nói chung là tiện hôm nay là đi gọi là rảnh, không có cái gì quay cho người xem. Tiện đi ra cái quán cà phê đấy xem là có cái gì hay hay không để quay cho người xem nhá. Thì hôm nay mình cầm theo cả ví đi, trong đây có 5 triệu đấy. Cầm theo 5 triệu đi, biết đâu ra đấy lại có con chó nào đẹp đẹp thì xúc luôn. Thôi thì không nói nhiều nữa, bây giờ mình đi luôn nhá. Tiện cho luôn con đũn nhà mình nó đi chơi luôn. Này con đũn nhà mình đây. Lâu rồi mình cũng không quay đũn cho mọi người xem. Hôm nay cha thấy bảo ở đấy có cả mèo nên là mình cho cả con đũn nhà mình nó đi chơi luôn. Đấy, đũn ơi. Ui, ra đây con, ra đây. Con đũn nhà mình nó lười lắm mọi người, nó suốt ngày nó ăn xong ngủ thôi. Lười kinh khủng luôn, suốt ngày ăn xong ngủ. Đi chơi đũn này. Ui giời ơi. Rồi, hôm nay cho cả đũn đi chơi nhá. Đũn nhà mình giờ rất là mập vì ăn với ngủ suốt ngày nên là rất là mập. Ok, đi thôi. Đây là quán Hachiko ở 55 Lý Thường Kiệt, Uông Bí, Quảng Ninh nhá mọi người nhá. Ui ôi. Vào trong đây điều hòa mát lạnh luôn. Không nhận giật vào trong đây hết. Ui con kia nhìn dễ thương chưa? Ui này con bút đồ này. Đấy mọi người nhìn lên lắm chó chưa? Ý, con này đáng yêu chưa? Ui nó gọi cả tổ tiên nhà nó rồi. Con này là Kogi phải không? Con này Kogi. Nhớ chó chưa? Đây là Golden này. Đó, Golden. Thôi đi bạn xem. Đây, người ta phải làm cái cửa để không chó nó không chạy ra ngoài mọi người. Đi qua. Ý, con này dễ thương chưa? Cho bạn đi thôi. Vui vết mọi người ạ. Toàn chó đẹp luôn. Cái con này buồn cười chưa? Này. Con này là bút pháp thì phải. Lưỡi nó bị kiểu là con này có phải lưỡi nó bị tật không nhỉ em nhỉ? Nhìn trông buồn cười chưa? À, con này mình thấy là buồn cười nhất. À, menu ạ. À vâng. Ở đây có rất là nhiều nước uống này. Em gọi đồ đi. Ok. Đây ở đây chó của mình hết chưa anh? Hay là vẫn còn nữa hả anh? Đây là view của quán. Mình thấy cái quán này rất là hay. Mà cà phê đấy. Con cái nhìn mà nó phê này. Chân nó chân này. Con Kogi này nhìn đẹp nhỉ. Chân này. Con này giờ mua được không? Người ta bán không? Không biết. Biết ở đây. Bây giờ em muốn mua con chó ở đây có bán không anh? Không ạ. À. Không bán. Đây là quán chó này ra sao người ta bán em. Giờ người ta chuyển gọi là tuyển chọn những con chó rất là đẹp. Chân này. Nhìn chân này. Gái sao con này đẹp hết nhỉ? Biết đấy ngày xưa mình mua Kogi nuôi mọi người ạ. Ngày xưa mình lại mình cũng định mua Kogi ấy nhưng mà mình thấy nó nhiều lông nên là mình cũng ngại. Golden này cũng đẹp này. Đấy. Con kia là con. Úi giời. Em ơi, con này nó ngủ hay là nó thức đấy? Hả? Tối nay em ra em nhìn con này nó ngủ hay là nó đang thức đấy? Ngủ ấy. Về mát. Con này nó chả giống con ngoài nhà gì nhỉ? Con này là có cái mặt trái tim này. Con moi nhà mình không có mặt trái tim này. Con này có mặt trái tim không. Anh chỉ buồn cười với con này thôi. Em cầm con này lên. Em nhìn cái mặt này. Cái mồm vêu này. Mồm nó bị vêu. Lưỡi thì nó thè lè ra. Con này cái lưỡi nó dài hơn mồm này. Mình thè luôn. Mình nhìn con này mình không nhịn được cười mọi người ạ. Nhìn con này mặt ngu quá. Anh em nhìn cái lưỡi của nó này.
con này nó bị thế hay sao, hay là nó giống chó là như thế nhỉ? Con bún phát nhà mình nó có bị như thế này đâu nhỉ? Chắc là con này là mồm vêu rồi, bị mồm vêu là lưỡi này. Thà lúc cái con này trông nó kiểu nó ôi á nhỉ, hay là con này đột biến gen em nặng phết anh dùng nặng mà con này, bọn này nó không có da, không có lông ấy, con này lưỡi dài nhìn chỉ muốn con này đột biến gen rồi, anh Dương cắn cái lưỡi. Nhiều chó đẹp nhỉ, muốn mua một con về nhưng mà ở đây họ không bán. Đó. Con này nhìn một cái. Đây một con Samoyed nữa này. Đây một con Samoyed nữa. Hai con Samoyed. Đây bút đồ. Con bút đồ này đen thùi lùi luôn. Không biết là có được biết đứng hai chân không? Đấy, cho nó đứng hai chân. Ấy à, úi giời. Không đứng hai chân rồi, cậu này chưa được tập luyện đi hai chân. Ui, ở kia có lồng mèo kìa. Ui, con này béo chưa? Con này béo ục quịch luôn. Rồi, trong mặt nó sát thủ đấy. Ui, ôi, con mèo này mèo gì đấy? Yeah cho con. Yeah. Ui. Con này như là mèo anh lông dài mọi người ạ. Nhưng mà con này nhìn trông trông nó đẹp đẹp nhỉ. Nào, đi ra đây. À chà. Đó, con đút đâu rồi? Đút sợ quá không cầm. Ui, này toàn này. Con này đẹp chưa? Mời mọi người uống nước nhá. Ừ. Nước ở đây uống cũng được nhỉ, ngon phết đấy nhỉ. Em cho anh mượn con chó ấy, anh quay một tí được. Con là được cái này á. Cái à? Ừ. Đáng yêu cho mọi người. Nè, con này nhìn xinh nhỉ? Thà luôn. Ngày nào mà cũng chăm bọn này chắc vất vả lắm anh nhỉ? Nó quen hết. Anh là quản lý ở đây à anh? Anh là bạn. Đây mọi người. Ngày nào mà cũng chăm bọn này chắc là có nghiện không anh? Nghiện chứ. Nhưng mà vui phết anh nhỉ? Vui. Đam mê về chó thì em không đam mê chó nhưng mà em rất là thích chó. Mình thì là mình quý nhất là bạn này này, nhìn trông nó rất là đáng yêu. Chắc là sắp tới mình sẽ mua một con Corgi về nuôi. Con này nó tên là gì hả anh? Pi. Pi à? Pi. À đúng rồi, tên rồi. Gọi Pi là nó thương luôn này. Pi, đấy nhá. Cô ghi thì con này em vừa quay rồi. Cô ghi thì là một cái loài chó rất là thông minh nhá mọi người nhá. Thế bạn này thì tên là gì hả anh? Tên là mèo. Bạn này tên mèo. Trông mặt nó như này mà gọi nó là mèo này mọi người. Mặt nó như này mà gọi nó là mèo. Mèo ơi, mèo. Anh chủ của con chó này đặt tên nó cũng kỳ luôn đấy. Trông nó như này gọi nó là mèo. Đấy. Cái này phải gọi nó là vâu, vẩu. Con này phải gọi là vẩu mới đúng mọi người ạ. À. Nếu mà để mà nói về độ đẹp trai của nó thì không được đẹp trai, nhưng mà về độ gọi là tấu hài thì nó rất là tấu hài luôn. Anh nhấc cái mép lên xem là cái mép. Các bạn ơi, đây là hành động gì đấy các bạn? Đây là hành động gì đấy các bạn? Sao nó không tụt lại nữa đi. Tụt đi. Không tụt nữa ấy, mọi người. Càng ngày nữa nó càng dài ra. Không tụt luôn. Cái con Corgi này thì nó như kiểu một chiếc hối ấy. Đó, anh từ nào. Nó cho anh nằm đấy. Nhưng mà anh Dương ơi, em tiết lộ cho anh bí mật nhá. Anh đang nằm lên, mẹ mày toàn nước đá ôi. Vừa em thấy nó đá ở bãi đây xong. Thế yeah. Ừ. Chị là hôi hết người rồi. Thôi tí về tắm không sao. Cái này xinh nhé. Đây là Chun nhé. Tên là gì hả anh? Chun. Côn. Chun. Cái màu lông này là màu lông tự nhiên đúng không? Nhuộm. Không, cái màu lông này cơ mà. Tập mồm ấy. Mồm á, không biết là. Màu là bị dương mắt ấy. Dương mắt nó phải là tức là con này nó khóc nhiều. Con này là khóc nhiều, thất tình nhiều ấy là chảy hết cả hai bên mồm luôn.
Anh chủ ấy bảo là nó khóc nhiều. Chắc là đàn ông là một lũ lươn lẹo. Nên là nó bị thất tình nhiều, bị lừa nhiều. Con này mới tắm xong thôi đó. Chú này. À đây là chó cái. Chó cái ấy. Đẹp nhỉ. Đẹp nhiều chó nhỉ. Ừ công nhận. Ngày nào mà mình cũng gọi là ở đây mình chơi với. Anh bảo là còn 10 con nữa nhưng mà anh chưa cho ra. Nhiều nhỉ. Mai sẽ cho ra. Dã man thật đấy. Đây thì phải đến 20 con chó rồi. Ừ cái tầm đấy. Con này nhìn mặt nó mãn nguyện chưa? Nó kiểu nó chướng. Nó kiểu nó chướng. Chướng. Chướng nha. Cái con này cái mũi xấu lại cái mũi to à. Đây này mọi người thấy cái lông chỗ này của nó còn bị lâu không? Đó, thì anh chủ anh bảo là nó khóc nhiều. Nó khóc nhiều. Bị quay rồi. Quay rồi. Bị quay rồi con này. Bị quay. Anh tránh xa tôi ra. Nói ông chung này, là ông này chưa cắn đã kêu rồi. Ok mọi người, thì mình xin kết thúc clip ở đây nha mọi người nhá. Anh hôm nay đi quay cho mọi người xem một cái vlog. Thấy nhiều chó, rất là nhiều chó đẹp. Ok, chào tất cả các bạn. Bye bye.